Xin chào toàn thể quý vị đã cùng quay trở lại với kênh YouTube audio Diamond HN HM. thì ngày hôm nay tôi và quý vị sẽ cùng khám phá một mẫu loa ấy, củ rời chép rời như thế này thì tôi trước thì tôi cũng đã báo cáo với quý vị có một số hình ảnh tôi được nhà sản xuất gửi về và tôi đã đăng lên để cho quý vị một số quý vị báo trước cho một số quý vị bởi vì là tình hình dịch bệnh căng thẳng nên tôi không nhập được về đấy, Hà Nội phong tỏa không nhập được về và vừa rồi thì sau khi nhập được về đấy, thì tôi đã lắp vào chân sắt hay còn gọi là chân cóc ấy, lắp với cả phân tần như thế này để lên dàn cho anh em để anh em bổ sung cho bộ dàn thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá con chép rời này đấy, chúng ta sẽ cùng khám phá củ loa chép rời này để chúng ta có một cái sự lựa chọn nó đúng đắn để nâng cấp cho bộ dàn anh em nhé Đấy, tôi đã giới thiệu qua cho quý vị về hình ảnh rồi thì ngày hôm nay thì tôi giới thiệu chi tiết hơn về mọi thứ mọi mặt từ bên ngoài cho đến bên trong của nó anh em nhé anh em hãy chú ý lắng nghe và mọi người cũng đừng quên like và đăng ký kênh cái lúc đăng ký kênh ngay bên tay phải phía màn hình anh em nhé anh em chỉ việc đăng ký kênh để thường xuyên cập nhật về những món sản phẩm cực kỳ chất lượng và giá cả phù hợp để anh em nâng cấp cho bộ dàn nhé hưng sẽ rất, rất rất có rất nhiều những món sản phẩm tốt muốn mang đến cho quý vị uh, thưởng thức và mọi người hãy đăng ký kênh để cập nhật được những video đó nhé rất cảm ơn mọi người và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng uh, khám phá con này đây hưng uh, và quý vị có mặt ở đây để khám phá về củ loa chép giỏi này Đấy, quý vị có thể thấy là về cái bề mặt nó tổng thể thì rất là đẹp Đấy, phải nói là nhận định uh, con chép này rất là đẹp và được uh, làm bằng chất liệu kim loại anh em nhé hoàn toàn là kim loại uh, hoàn toàn là kim loại ở bên trong có một cái vành kim loại màu gọi là màu xám trắng. Thực ra nó là màu xám trắng anh em nhé. Màu xám trắng. Đấy, anh em sẽ thấy. Và ở bên ngoài. Bên ngoài thì nó có một cái vành kim loại gọi là màu đen. Đấy. Nó được phủ sơn tĩnh điện màu đen. Ở bên ngoài. Đấy. Dìa bên ngoài. Và có những bốn lỗ bắt ốc. Bốn lỗ để cho anh em bắt ốc. Và phía sau phía sau thì chúng ta có bốn cái ốc lục giác thường là những con củ loa chất lượng tốt những con củ loa cao cấp thì thường nó sẽ bắt những cái ốc lục giác cao cấp như này quý vị nhé những con củ loa cao cấp thì chúng ta nhìn ngay từ con ốc thôi nhìn ngay từ con ốc thôi đã thấy nó chỉnh chu rồi lục giác rất là chắc chắn và ở đây là hai cực âm dương đây là cực dương đây là cực âm cho quý vị bắt vào loa và nó có đánh đánh dấu nhá đỏ đây, tôi gạch đỏ đây này và bên ngoài này bên ngoài của cái củ 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 lam châm bên ngoài củ lam châm thì chúng ta có một cái vỏ bao vỏ bao bằng nhựa và bên trên có chữ Puler bên trên này có thể quý vị nhìn sẽ hơi khó PULLER, để tôi đọc cho quý vị xem chữ PULLER Modern WT A 300 trăm model uh, series nhé series một không không tám sáu đầy đủ thông số và cái điều đặc biệt cái điểm nhấn đặc biệt của nó còn nằm ở bên trong của cái vỏ này nha anh em nhé và bây giờ chúng ta sẽ cùng tháo cái vỏ bọc ngoài ra xem bên trong nó có gì à, xem bên trong nó có gì à, những con uh, củ loa cao cấp như thế này thì uh, được thiết kế những cái ốc lục giác cực kỳ chắc chắn à, tôi nhận định là uh, con này uh, rất là đẹp cái mặt nó rất là đẹp quý vị có thể nhìn thấy ở ở trên bàn tôi đã sắp sẵn cho quý vị đấy hiện tại là mới chỉ gọi là lắp chân sắt phân tần thôi đấy, lắp chân sắt phân tần thôi còn sau này tôi sẽ nghiên cứu cái mẫu vỏ nó đẹp hơn để cho anh em nào cần có thể nâng cấp lên vỏ đẹp hơn còn hiện tại thì tôi mới lắp chân cóc phân tần để cho anh em nâng cấp cho bộ dàn trước đã để cho anh em có thưởng thức được cái chất âm nó đã và bây giờ chúng ta rút ra đấy, và trên củ loa này có một cái củ từ có một cái củ từ rất là lớn nó lớn không phải về cái kích thước lớn mà nó lớn về cái chiều dày chiều dày của nó và tôi sẽ cũng sẽ đo về thông số xung quanh nó cho quý vị xem sau ở đây thì chúng ta có cái côn loa này chúng ta có cái côn loa côn loa quý vị có thể thấy là côn loa này nó không được to lắm thực chất thì nó cũng không to lắm nhưng mà dày dặn được cái dày dặn đó quý vị nhé theo như tôi thấy thì ở cái phần côn loa rất dày dặn đấy, quý vị có thể thấy rất dày dặn và cái côn loa này thì chúng ta không cần phải nói nhiều rồi con loa chép nào thì cũng phải có côn loa thôi đấy, thì mới hoạt động được và bên trong của cái vỏ bọc này đấy, bên trong của cái vỏ bọc này thì chúng ta có một cái củ lâm châm như thế này và bây giờ hưng sẽ đo thông số mọi mặt để cho anh em xem ừ. hưng sẽ đo thông số mọi mặt để cho quý vị xem nhé à, bên uh, bề mặt của nó nhé và uh, chiều chiều rộng đường kính đấy, điều đường kính của con loa này nó sẽ rơi vào uh, là tám tám uh, 4, 8,3 nhé 8,3cm Nó sẽ rơi vào 8,3cm Đấy và bây giờ chúng ta sẽ đo giữa chiều đường kính giữa hai con ốc nhé giữa của hai con ốc để cho quý vị lắm bắt có thể lắp cho nâng cấp cho bộ loa nhà mình ví dụ loa bị cháy chép hoặc là quý vị cảm thấy tiếng chép nó chưa hay có thể nâng cấp đường kính giữa hai con ốc với nhau là 7,5 cm 7,5 cm quý vị nhé giữa hai con ốc này và hoàn toàn phía sau chúng ta sẽ đo củ từ phía sau dính rất chặt quý vị nhá củ từ phía sau đọc củ từ không thì nó sẽ rơi vào là 6 cm nha quý vị nhá 6 cm được kính 6 cm củ từ Đấy, đọc củ từ ở bên ngoài đây chúng tôi sẽ đo cả bên ngoài này để cho quý vị lắm bắt luôn Đấy. nếu mà có vỏ này lắp cái vỏ này vào thì nó sẽ rơi vào là 6,3 6 7,3 cm đường kính của cái vỏ củ từ phía sau Đấy, bao bọc củ từ phía sau là 6,3 cm. Và trên này thì chúng ta có các cái thông số, đấy có các cái thông thông số về trở kháng, độ nhạy và công suất của loa. Đấy, công suất của nó là 100 W. Đấy, công suất mắc là 100 W. Và độ nhạy, độ nhạy là 91 dB, 91 dB. Đấy. Và trở kháng, trở kháng là 8 ôm anh em nhé Đấy, đấy là thông số của nó. Một thông số phải nói là khá là ổn, ổn đối với một con loa chép như này là rất là ổn rồi đấy, không còn gì để phải, phải bàn hơn về thông số đấy nữa đấy, nhạy 8 ôm này công suất mắc 100w đấy. à nhầm trở uh, kháng 8 ôm công suất mắc 100w độ nhạy 91dB đấy. thông số đấy thì tôi thấy khá là hợp lý đấy, nếu mà so với cái kích cỡ của nó thì thông số đấy khá là lớn anh em nhé khá là lớn luôn đấy, nếu mà so với cái kích cỡ ở đó thì cái thông số mà của cái con loa này khá là lớn, à, nhiều con loa khác mà kích cỡ lớn hơn mà chưa chắc thông số đã bằng nhé, à, phải nói thế. và con này thì uh, hoàn toàn kim loại hết, anh em sẽ thấy là cái củ này hoàn toàn là kim loại hết này, à, ngoài cái lam châm này ra thì uh, hoàn toàn được làm bằng kim loại hết và bên ngoài phủ sơn tĩnh điện màu đen à, rất ok. À, và hiện tại thì tôi cũng báo giá luôn để cho quý vị lắm bắt hiện tại tôi đang lắp chân sắt có hay còn gọi loại chân cóc phân tần đối với một con loa chép như này sẽ có giá là 1 triệu 050 nghìn bao ship cho quý vị nhé bao ship 1 triệu 050 nghìn còn nếu quý vị lắp tụ thì tôi có thể là giảm giá đi để tùy vào anh em có sở thích như thế nào ngoài ra thì củ dòi nếu anh em cần củ dòi để về thay thế cho những đôi loa bị cháy hoặc là dàn bị thiếu xếp thì anh em có thể lắp thẳng vào thùng để anh em tham khảo thì củ rời này có giá là 800 nghìn à 850 nghìn nha anh em nhé 850 nghìn củ rời độc củ không nhé độc củ không như thế này 850 nghìn và chiều giờ dạ, uh, kích thước của nó thì vừa tôi đã đo cho quý vị xem về kích thước của nó rồi quý vị có thể tham khảo để lắp cho thẳng vào cái hộp uh, thùng loa của anh em đấy, nếu mà anh em cần nâng cấp thêm loa chép đấy, hoặc là anh em có thể để bên ngoài chơi giỏi như thế này rất là ok đấy. thì video ngày hôm nay tôi đã giới thiệu khám phá đấy, cùng quý vị khám phá về mẫu loa chép giời. đấy, mẫu loa chép củ dòi như thế này đấy, có model là wt a300 của Puler. đấy thì uh, quý vị có nhận xét gì hay có những câu hỏi gì gì có thể là để lại bình luận bên phía dưới tôi sẽ trả lời cho quý vị bằng video cũng được nhé hoặc trực tiếp quý vị có thể là gọi điện đến cho tôi tôi sẽ uh, tư vấn trao đổi cho quý vị trực tiếp sẽ rất là ok và ngoài ra thì uh, có thể để lại bên dưới phần bình luận cũng được tôi sẽ trả lời trực tiếp cho quý vị Đấy. những uh, củ loa chép rời rất là đẹp được thiết kế phải nói là tôi nhận xét là thiết kế của nó là cực kỳ đẹp không chê được về cái thẩm mỹ không chê được nhưng mà sắp tới thì tôi cũng sẽ nghiên cứu thêm cái mẫu vỏ mẫu vỏ để phù hợp với nó cho nó đẹp hơn để anh em đặt bên ngoài nó sẽ thẩm mỹ hơn nhưng mà cùng với thế thì tất nhiên thì giá nó sẽ cao lên cái đấy thì chúng ta phải chấp nhận thôi muốn đẹp muốn ấy thì cái gì cũng phải có giá của nó củ rời của nó là tám trăm rưỡi rồi độc riêng củ rời của nó là tám trăm rưỡi rồi và khi tôi lắp phân tần À, phân tần chép và chân sắt này sẽ có giá là 1 triệu 050 nghìn bao ship cho quý vị nhé 1 triệu 050 nghìn bao ship và tôi luôn bảo hành cho quý vị đối với những đồ điện tử như thế này thì tôi luôn bảo hành cho quý vị là một năm à, bất kể lỗi gì của nhà sản xuất tôi đổi mới cho quý vị nhé bất kể lỗi gì nhà sản xuất tôi đổi mới cho quý vị rất là đảm bảo à, rất đảm bảo cho anh em chơi luôn à, rất là uy tín à, và rất mong quý vị hãy ủng hộ những nút like những nút đăng ký kênh Ai đã là đăng ký kênh rồi thì hãy like và ủng hộ video cho tôi nhé Còn ai chưa đăng ký thì có thể là hãy đăng ký kênh để cập nhật nhiều video mới nhất tôi đăng Sẽ có rất nhiều sản phẩm chất lượng và giá cả phù hợp để cho anh em nâng cấp cho bộ dàn Và video mình xin phép kết thúc ở tại đây Thì ai có câu hỏi gì có thể để lại bên phía dưới phần bình luận Ngoài ra có thể là gọi điện trực tiếp tôi qua số điện thoại 0963411622 về mọi thông tin chi tiết của tôi từng chi nhánh tôi để hết bên phía dưới phần mô tả của các video này đấy quý vị có thể tham khảo video tôi xin phép kết thúc xin chào toàn thể mọi người xin chào